Lúc bấy giờ, trong khi Lam Tu Chân Nhân đang trên đường tới, Phương Đông Vân cũng vừa mới rời đi. Bọn người Lam Tu Chân Nhân tìm không thấy ai, Lam Tu Chân Nhân cũng không dám ở lâu trong sơn lâm, đành lưu lại sư đệ của mình là Lam Huy Chân Nhân dẫn theo đệ tử tiếp tục tìm kiếm Phương Đông Vân, còn chính hắn mang theo những người khách quay về Phiêm Kinh Thành. Trong một năm nay, các thế lực người đến càng ngày càng nhiều, không ít tán tu vô môn phái cũng tới nơi này tìm vận khí. Hồng Quân cùng Cổ Bàn cũng tại trong đám tán tu. Những tán tu vô môn phái này nếu kết hợp lại cũng thành một thế lực không nhỏ. Bên bờ vô tận hồng hoang, Phương Vân Đông đang ở trong một sân động dưới đất tiếp tục nghiên cứu phần bảo đồ này. Sau khi thu được tàng bảo đồ, tất cả những người đã quay qua tầng bảo đồ đều đã bị Phương Đông Vân giết chết, cho nên hắn cũng không lo lắng có người có thể tìm được điểm giấu tàng bảo đồ trước hắn. Tàng bảo đồ nhìn rất đơn giản. Trên bản đồ, Viêm Kinh Thành nằm ở trung tâm bản đồ. Nếu như bản đồ này mà người của ngàn ngàn năm trước nhìn thấy sẽ nói, đây chính là một phần bản đồ vẽ về ba quận của Tần gia trước khi khởi sự. Trên bản đồ không có chỗ nào có tiêu chú chỉ rõ tàng bảo đồ, chỉ là ở ngoài Viêm Kinh Thành, ngoài tòa thành lớn còn họa mấy địa điểm có người tại sơn lâm. Đây cũng là địa điểm che giấu binh lực của Tần gia trước kia. Bản đồ được chế tạo bằng da của một loại yêu thú, sau lại bị gia trì thêm vài cấm chế làm hình cảnh so với ngàn ngàn năm trước giống nhau y chang. Chỉ có duy nhất một điểm bất đồng, chính là tại sơn lâm có một điểm nhỏ, chính là sau này thêm vào. Nếu không phải là Phương Đông Vân cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ này thì cũng không có khả năng phát hiện ra cái điểm bất đồng kia. Thế nhưng Phương Đông Vân tại điểm tiêu chí này tìm kiếm thời gian nửa năm, trong phạm vi hơn 10 lý dưới đất cũng đều không có tìm được địa điểm có tàng bảo đồ. Sau khi không cẩn thận bị người của Tử Dương Môn phát hiện được tung tích, vì vậy phải không ngừng che giấu tung tích, tiếp tục nghiên cứu bảo đồ. Con người Viêm Kinh Thành rốt cuộc cũng biết được thân phận của những người mới tới này, cũng chính là người của Vô Tận Hồng Hoang cùng Long Tộc gây sự, tranh luận mà biến thành quần đấu. Mấy vạn người đồng thời bay lên không trung, vô số những đợt cuồng quyền làm tất cả con người sợ hãi. Thượng tiên, là thượng tiên nhiều như vậy ư, ta không có nằm mơ ư. Đừng xem nữa, chớ chọc thượng tiên tức giận, đến lúc đó người có chết cũng không có biết chết như thế nào đâu. Viêm Kinh Thành tràn ngập những âm thanh đàm luận, mọi người trong lòng vô cùng kính ngưỡng cùng với tự hào. Viêm Kinh Thành cũng có nhiều thượng tiên tới như thế này, bọn họ có thể vinh dự mà kể với người ngoài chuyện này. Thế nhưng bọn họ không có biết được là những thượng tiên này bay lên bầu trời là vì có mâu thuẫn. Nếu là ở trên bầu trời Viêm Kinh Thành đánh nhau, Viêm Kinh Thành sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Bạch Hổ cùng Phương Đặc nhận được tin tức của người mình đều lập tức thuấn di tới. Đồng thời tới đây còn có Phượng Huy cùng trưởng môn ba đại môn phái của Đằng Long Đại Lục. Bạch Đại Nhân, Phương Tộc Trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể làm hòa, làm người giảng hòa quả thật chỉ có Phượng Huy. Tam đại trưởng môn tại Đằng Long Đại Lục còn có thể có phân lượng, chứ còn tại đây trước mặt mấy người cũng không có nhiều phân lượng. Phượng Đào Chủ, chuyện gì thì ngươi hãy hỏi Bạch Đại Nhân đi, hắn quản giáo người dưới như thế nào? Phương Đặc mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, khoanh tay khẽ hừ nói. Phương Tộc Trưởng, ngươi nói lời này là có ý tứ gì vậy? Bạch Hổ trong mắt hiện lên đạo đạo tinh quang. Đối với Phương Đặc, hắn đã sớm không vừa mắt. Nếu không phải Long Tộc thế lớn người đông, sợ rằng đã ra tay giết chết hắn rồi. Ý tứ gì ư? Bạch Đại Nhân dung túng thuộc hạ khiêu khích uy nghiêm của Long Tộc ta. Ta còn muốn hỏi Bạch Đại Nhân, đây là có ý tứ gì đây? Phương Đặc vừa dứt lời, phía sau mấy trăm Long Tộc cao thủ đồng thời hống lên thanh thế hãi nhân. Đột nhiên Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, át đi toàn bộ tiếng long hống. Phương Đặc sắc mặt biến đổi. Bạch Đại Nhân, Phương Tộc Trưởng, chúng ta đều là tu yêu giả, không nên làm cho những người tu chân khác bàn tán này nọ. Có vấn đề gì không bằng đợi tới sau khi đoạt được bảo tàng của Tần gia hãy nói tiếp đi, mong nhị vị hãy nể mặt của tiểu muội này. Phượng Đào Chủ, ai dám không nể mặt đây? Hôm nay có bất hòa, ta cũng không cùng Tiểu Long kiến thức hẹp hòi so đo nữa. Phượng Đào Chủ, ngày sau tái kiến vậy. Chúng ta đi. Bạch Hổ hăng hắc cười, mắt nhìn Long Tộc phía đối diện, mang theo mấy vạn người hồng hoang bay đi. Phượng Đào Chủ, ngươi thấy đấy, Bạch Hổ hắn muốn làm đạp lên uy nghiêm của Long Tộc ta. Chuyện này chúng ta sẽ không cứ như vậy mà kết thúc đâu. Đợi tìm được bảo tàng của Tần gia, cùng với bọn họ thanh toán một lần. Phượng Đào Chủ, cáo từ.
Phương Đạt cũng mang theo mấy trăm tộc nhân phản hồi địa điểm của Long tộc mà nghỉ ngơi. Tiểu quân, hình như bảo tàng này rất chi là hấp dẫn người ta. Có rất nhiều cao thủ tới, ta cảm giác vừa rồi những người đó tu vi so với ta còn cao hơn rất nhiều. Cổ Bàn cùng Hồng Quân một mực tại một tiểu lầu quan sát Long tộc cùng Vô Tận Hồng Hoang xung đột. Sau khi những người đó đều bỏ đi, Cổ Bàn cười cười nhìn Hồng Quân nói. Hồng Quân cười thần bí nói, bảo tàng này chính là Tần gia lưu lại, bọn họ không động tâm mới là lạ. Tiểu quân, Tần gia này cuối cùng là gia tộc như thế nào vậy? Có thể làm tất cả các cao thủ của Tử Huyền Tinh phải xuất lực à? Hồng Quân suy nghĩ một lát, sau đó than vãn nói, Tần gia trước kia tại Tiềm Long Đại Lục là một thế gia mà người phàm lớn nhất, cũng là chủ nhân của Tần Vương Triều. Thế gia của người phàm ư? Tiểu quân, ngươi nói Tần gia chỉ là một thế gia của người phàm? Cổ Bàn có chút kinh ngạc. Đúng vậy, Tần gia trước kia chính là một thế gia bình phàm, nhưng cũng chính là từ khi xuất hiện một nhân vật thiên tài, cũng chính là Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Tần gia, Tần gia cũng nhờ vào đó mà có thay đổi vô cùng lớn. Hồng Quân cười cười nháy mắt lại tiếp tục nói, Tần gia Thái Thượng Tam Trưởng Lão không chỉ có danh vọng lớn tại Tử Huyền Tinh, mà ở tất cả các nơi hắn đi qua đều giống nhau cả, sau này ngươi sẽ hiểu được thôi. Tiểu quân, ngươi đối với Tần gia quả thật là rất hiểu biết nhiều Đó là tất nhiên rồi, ta dám chắc không có một người nào có thể hiểu rõ về Tần gia hơn ta được đâu. Hồng Quân trong ngữ khí không khỏi có chút tự hào, nhưng mà hắn cũng không có phát giác ra Tần gia Thái Thượng Tam Trưởng Lão này rốt cuộc là ai đây, một người mà có thể làm thay đổi cả một gia tộc ư? Các tu yêu giả trên không trung đã bỏ đi toàn bộ, chỉ còn lại dưới đất vài người dân lưu lại chỗ này. Cổ Bàn cũng không có nhìn bên ngoài, mỉm cười nhìn Hồng Quân tiếp tục hỏi, Tần gia Thái Thượng Tam Trưởng Lão, ngươi quả thật cũng đã gặp qua rồi mà. Hồng Quân cười cười nói, ngươi đã quên rồi sao? Bức họa mà chúng ta tại Tinh Thần Các đã nhìn thấy cũng chính là người sáng lập ra Tinh Thần Các, hay cũng là Thái Thượng Tam Trưởng Lão? Hồng Quân lại gọi tiếp hai bình rượu thay vài món ăn, tiếp tục cùng Cổ Bàn kể về cha mình. Ngươi nói chính là người kia sao? Ta hình như cũng đã gặp qua, nhưng mà cũng không biết có phải là hắn hay không nữa. Ta thấy người kia cùng với người trong bức họa tuy có chút không giống nhau, nhưng mà tên lại giống nhau hoàn toàn. Nói không chừng quả thật là một người Khi nói về bức họa, Cổ Bàn lại hiện lên hình ảnh người kia xuất hiện trước mắt mình tại địa cầu. Người kia cùng với người trong bức họa rất giống nhau, cũng tên là Tần Vũ. Thế nhưng Tần Vũ xuất hiện trước mặt Cổ Bàn tại địa cầu, khí chất so với người trên bức họa còn cao quý hơn. Mà quan trọng nhất là ánh mắt của người kia so với người trong bức họa một điểm cũng không có giống. Người đã gặp rồi ư? Người nói ngoại trừ bức họa ra, ở bên ngoài người đã gặp rồi sao? Người đã nhìn thấy ở nơi nào vậy? Nghe thấy Cổ Bàn nói làm cho Hồng Quân giật mình. Chẳng lẽ cha vẫn còn ở lại Tử Huyền Tinh không có trở về? Ngữ khí nói chuyện có chút kích động. Đúng vậy, tiểu quân, tại địa cầu có một người so với người trong bức họa rất giống nhau, cũng kêu là Tần Vũ, từng tặng ta một chén rượu, còn nói ta có chuyện gì có thể kêu hắn giúp một lần. Thế nhưng chắc người đó không phải là người trong bức họa rồi. Nơi này là Tử Huyền Tinh, còn nơi đó là địa cầu. Hơn nữa còn một điểm quan trọng, ánh mắt của người đó làm cho người ta có cảm giác rất bình lặng. Người trên bức họa căn bản là không có rồi. Tại địa cầu ư? Tiểu Bàn, rượu mà người đó tặng ngươi như thế nào? Hắn còn nói ngươi có thể gọi hắn ư? Hồng Quân có một dự cảm, người mà Cổ Bàn nói chính là cha mình. Nghĩ đến cha luôn luôn để ý, Hồng Quân cũng không thể kiềm chế được, nắm lấy tay Cổ Bàn liên tục hỏi thêm vài vấn đề. Tiểu Quân, ngươi làm sao vậy? Cổ Bàn nhìn thấy phản ứng kỳ quái của Hồng Quân, từ trước tới nay không có thấy hắn kích động như vậy. Được Cổ Bàn nhắc nhở, Hồng Quân mới phát hiện ra tâm tình mình đang dao động rất lớn, kìm nén tâm tình kích động, khẽ bình ổn lại. Tiểu Bàn, ta không có việc gì, ngươi cứ nói đi. Không bao lâu trước đây, ngày ta đột phá, hắn tặng ta một chén rượu có linh khí rất lớn, nhưng mà ta cũng không thể uống hết được. Còn nữa, người đó còn nói Lôi Vệ là sư tôn của hắn, Lôi Vệ chính là người mà ta ngưỡng mộ nhất mà. Cổ Bàn nói xong, Hồng Quân có chút thất thần, trong lòng thầm nghĩ, Lôi Vệ, sư tổ ư? Đúng là cha rồi, nguyên lai cha cũng đã tới địa cầu, thế nhưng sao cha không tìm ta? Cổ Bàn nhắc tới Lôi Vệ, Hồng Quân đã hoàn toàn xác định được người kia chính là cha mình. Tiểu Quân, ngươi làm sao vậy?
Cô Ban phát hiện Hồng Quân hôm nay có chút không bình thường. Khi nhắc tới người thần bí tên Tần Vũ kia, tâm tình dao động rất lớn. Bây giờ lại ngây người, tâm hồn không biết ở nơi nào, kêu vài tiếng mới có phản ứng. À, Tiểu Ban, không có việc gì đâu. Ta đang suy nghĩ về người mà ngươi nói qua. Đó là địa cầu, còn đây là Tử Huyền Tinh. Bọn họ hẳn là không có quan hệ gì, chỉ là tên giống nhau thôi, cũng là việc bình thường thôi mà. Hồng Quân không có nói rõ chân tướng sự việc. Bây giờ không phải thời cơ để Cổ Bàn biết người mà hắn nhìn thấy chính là người trong truyền thuyết của Tần gia, Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Ta nghĩ mặc dù hai người giống nhau, thế nhưng thần thái lại khác xa nhau hoàn toàn. Cổ Bàn gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của Hồng Quân. Suốt một ngày, Hồng Quân đều ở lại trong phòng, khổ khổ suy tư. Hắn suy nghĩ hoài cũng không hiểu, cha hắn rõ ràng là đã tới địa cầu, tại sao không có đi gặp hắn? Cổ Bàn đã vài lần tới gọi hắn, nhưng hắn cũng không có ra ngoài. Nửa năm sau, địa phương tại Đông Lam Sơn mà Cổ Bàn từng lưu lại tu luyện bị người tu chân phát hiện, làm chấn động. Họ tưởng rằng phi thuyền Cổ Bàn lưu lại chính là bảo tàng của Tần gia. Mấy thế lực vì vậy mà thảm đấu kịch chiến, cuối cùng phi thuyền bị hủy trong cuộc tranh đấu, mới phát hiện ra nơi đó không phải là bảo tàng. Vì thế, việc tranh đấu mới dần dần yên bình đi. Chỉ là sau lần tranh đấu này, Long tộc cùng Vô Tận Hồng Hoang địch ý càng tăng thêm. Nửa năm nữa trôi qua, phạm vi tìm kiếm của người tu chân càng ngày càng mở rộng. Ngoại trừ bên ngoài Vô Tận Hồng Hoang, còn đâu phạm vi của cả Tần Vương Triều đều đã bị lục tung lên tìm kiếm. Cơ hồ một chút kết quả cũng không có. Lại thêm 3 tháng, yêu thú Vô Tận Hồng Hoang cũng phát hiện được tung tích của Phương Đông Vân. Lần này, Phương Đông Vân vận khí không được tốt cho lắm, rất nhanh bị mấy cao thủ đuổi tới nơi sâu nhất trong Hồng Hoang. Bạch Hổ cũng đã từng tuyên bố trong phạm vi Vô Tận Hồng Hoang không cho phép bất kỳ người tu chân nào tiến vào, nếu không giết không tha. Thế nhưng tuyên bố của hắn căn bản là không có hiệu quả. Đã có vô số tu chân giả bạo dạn tiến vào trong Vô Tận Hồng Hoang, còn chưa tìm được Phương Đông Vân đã triển khai một trường kịch chiến thảm sát. Phương Đông Vân lần này vì khinh thường mấy yêu tố phát hiện ra hắn khi vào trong động tìm kiếm. Nếu bản thân hắn chỉ ẩn giấu và cũng không có xuất hiện giết đám yêu thú này thì có lẽ sự việc đã tốt hơn. Phương Đông Vân không có nghĩ tới lần này các cao thủ lại giám sát linh hồn ngọc giản của đám yêu thú bình thường này. Mấy người này vừa mới chết xong, mấy đại cao thủ đã thuấn di tới. Không gian trong nháy mắt bị chấn động, Phương Đông Vân không dám thuấn di bỏ trốn, không còn cách nào khác đành phải phi hành trốn đi. Vô Tận Hồng Hoang cao thủ rất nhanh đánh cho Phương Đông Vân chạy vào nơi sâu nhất của Vô Tận Hồng Hoang. Lần này đuổi theo Phương Đông Vân, Bạch Hổ tổng cộng phái ra 3 trung cấp thần thú ngoài thập kiếp. Đối phó với Phương Đông Vân quả thật thừa khả năng. Bạch Hổ mang theo toàn bộ cao thủ của Vô Tận Hồng Hoang truy sát những tu chân giả muốn tiến vào trong đó, đặc biệt là Long tộc. Một hồi kịch chiến qua đi, Long tộc tổn thất lớn nhất, bằng Ma Đảo ít nhất. Bởi vì Bạch Hổ cùng với Long tộc có cừu hận cao hơn. Nếu nói chính xác kể ra, Bạch Hổ cùng Long tộc có một mối thù sâu xa trước kia. Trong thời kỳ Bạch Hổ mới là Không Minh Kỳ, khi đó Bạch Hổ cũng chưa có sống tại Vô Tận Hồng Hoang, mà là ở tại một nơi trên đảo để bảo vệ một gốc cây ngàn năm có linh quả. Chu Sơn linh quả tại Tử Huyền Tinh thuộc loại linh vật quý hiếm. Trong khi Bạch Hổ chuẩn bị thu dụng linh quả để chuẩn bị luyện chế linh đan, đợi khi độ cửu cửu thiên kiếp sử dụng thì người của Long tộc đã đến mà đoạt đi linh quả này. Mấy người Long tộc toàn bộ đều là cao thủ đạt lục kiếp tán yêu, Bạch Hổ không phải là địch thủ, không thể làm gì hơn là chạy khỏi tiểu đảo, sau đó tới Vô Tận Hồng Hoang. Cũng từ trưởng khống giả phạm vi bên ngoài mà trở thành trưởng khống giả của trung tâm Vô Tận Hồng Hoang. Bởi vì không có linh quả mà Bạch Hổ không thể vượt qua cửu cửu thiên kiếp, đành quay sang tu luyện tán yêu. Vì vậy, đối với Long tộc cừu hận vô cùng lớn. Bạch đại nhân, nếu người còn ngăn trở, đừng trách bạo loạn tinh hải chúng ta toàn lực công kích đấy. Thời gian nếu càng lâu, đối với Vô Tận Hồng Hoang càng có lợi. Ngắn ngủi trong lúc ngừng chiến, Phượng Hy lớn tiếng nhìn Bạch Hổ quát. Nơi này, người có thể cùng Bạch Hổ so sánh được cũng chỉ có một mình Phượng Hy. Bạch Hổ vừa muốn nói chuyện lại có tin tức truyền tới. Mấy người truy đuổi Phương Đông Vân đã thành công cướp được tàng bảo đồ. Bất quá Phương Đông Vân cũng đã mở được đường máu mà chạy thoát được. Phượng đào chủ, nếu đã nói như vậy, Bạch Hổ mà còn ngăn trở có vẻ không phải là bằng hữu rồi. Bạo loạn tinh hải vốn là bằng hữu, xin mời vào bên trong Vô Tận Hồng Hoang làm khách đi.
những người đi cùng, nếu muốn làm khách thì mỗi bên thế lực chỉ có thể cho 20 người cùng vào. Ai muốn tới xin mời tự nhiên. Bạch Hổ ha ha cười nhìn Phượng Hy cùng mỗi bên thế lực mang theo người của mình cùng người bạo loạn Tinh Hải tiến vào bên trong Vô Tận Hồng Hoang. Tộc trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Long tộc vừa rồi trong lúc kịch chiến tổn thất 20 người, đối với Bạch Hổ đã hận thấu xương. Bất quá đại quân của Long Đảo cũng đã gần tới nơi, đợi thêm một đoạn thời gian, nếu không giải quyết được, lúc đó lại tiếp tục kịch chiến. Hòa trưởng lão, Mộc trưởng lão mang theo 20 cao thủ, chúng ta tiến vào. Phương Đạt lo lắng một lúc, lập tức quyết định. Long tộc 20 người theo sát người của bạo loạn Tinh Hải tiến vào Vô Tận Hồng Hoang. Sư đệ, mang theo 20 danh môn cao thủ theo ta tiến vào trong. Lam Tu chân nhân đi theo phía sau Long tộc cũng tiến vào Vô Tận Hồng Hoang. Âm Nguyệt Sơn, Tinh Thần Các đều cử 20 cao thủ đi vào, chỉ có những người tán tu không môn phái cũng theo sau đó tiến vào, tranh thủ danh ngạch 20 người mà cùng tiến vào. Vô Tận Hồng Hoang tại trung tâm đại điện, Bạch Hổ lần đầu tiên thể hiện thực lực với người ngoài. Ngoài Bạch Hổ ra là Tán Yêu thập nhị kiếp, còn có 2 người là thập nhất kiếp thượng cấp thần thú, còn thập kiếp trung cấp thần thú thì có hơn 100 người, lục kiếp Tán Yêu thì có tới mười mấy vạn. Cho dù toàn bộ các thế lực ở đây liên kết cũng không mạnh hơn được Vô Tận Hồng Hoang. Hơn nữa, nơi này lại là địa bàn của bọn họ. Phượng Hy ngồi trên đại điện tại vị trí thứ nhất, sau khi ngồi xuống mỉm cười nhìn Bạch Hổ nói: Bạch đại nhân, nói vậy là các ngươi đã bắt được Phương Đông Vân. Phương Đông Vân tại bên trong hồng hoang của các ngươi mà trốn, coi như là tụ chui đầu vào lưới rồi. Phượng Đào chủ, lần này ngươi đã đoán sai rồi. Chúng ta đã tìm được Phương Đông Vân, thế nhưng không ngờ lại để hắn chạy thoát rồi. Nếu mấy vị không tin, ta sẽ tự mình đưa các ngươi tới nơi Phương Đông Vân đào thoát mà xem xét vậy. Chạy thoát ư? Với thực lực của Vô Tận Hồng Hoang các ngươi mà còn có thể để cho một người là thập kiếp tán tu chạy thoát ư? Thật là nói đùa à? Phương Đạt lãnh đạm nói: Phương tộc trưởng, chạy thoát hay không, nếu không tin ta, các ngươi đến đây làm cái gì? Tiễn khách. Bạch Hổ, ngươi không nên quá đáng mà dối gạt người khác à? Phương Đạt tức giận, tại chỗ này nhiều người như vậy mà Bạch Hổ cũng công khai trục khách Long tộc bọn họ. Phương Đạt, ta đã nhẫn nhịn Long tộc các ngươi lâu rồi, nếu không phải Long tộc các ngươi còn có hơn vạn người, ta hôm nay nhất định ở chỗ này mà giết ngươi, còn không biến cho ta. Bạch Hổ, xỉ nhục ngày hôm nay, ngày khác Long tộc ta sẽ phục bồi gấp bội. Phương Đạt giận tím mặt, dẫn theo tộc nhân rời khỏi đại điện. Mỗi một Long tộc ánh mắt đều tràn ngập lửa giận, nhìn người của Vô Tận Hồng Hoang hận không thể giết họ mà ăn thịt. Đại nhân, chúng ta có động thủ hay không? Trợ thủ phía sau Bạch Hổ truyền âm nói với Bạch Hổ, lặng lẽ làm một vài động tác. Bây giờ chúng ta không thể cùng Long tộc trực diện khai chiến. Long tộc tuy không có siêu cấp thần thú, nhưng nhiều năm như vậy họ vẫn không kém đi, không nên coi thường bọn họ. Giết Phương Đạt sẽ làm cho cả Long tộc triển khai trả thù đối với chúng ta. Đợi xong việc bảo tàng của Tần gia đã, truyền lệnh của ta không nên làm khó Long tộc, để cho bọn họ tự tiện rời đi đi. Bạch đại nhân, Long tộc đã rời đi rồi, người coi có thể đưa chúng ta tới nơi xem Phương Động Vân chạy thoát như thế nào không? Phương Đạt vừa đi, Phượng Hy nhẹ nhàng cười nói: Phượng đào chủ, xin mời. Bạch Hổ ha ha cười, cướp được bảo tàng, chọc tức được Long tộc, tâm tình bây giờ rất chi là sảng khoái, trực tiếp cùng Phượng Hy thuấn di đi trước. Phương Đông Vân đào tẩu không lâu, hiện trường vẫn còn lưu lại một bầu không khí ngột ngạt. Khí chất của huyết độn, Phượng Hy chỉ lướt mắt một cái là biết. Cau mày nhìn Bạch Hổ cả nửa ngày, vẻ mặt Bạch Hổ không đổi vẫn như trước. Những người cùng đến nơi này với hắn đều biết khí chất của huyết độn không có biện pháp giả tạo, hơn nữa chính là khí chất huyết độn đặc biệt của tu ma giả. Những người này cùng Phượng Hy đều giống nhau, đều công nhận những gì Bạch Hổ nói. Phương Đông Vân quả thật vừa mới từ chỗ này mà chạy thoát. Phương Đông Vân lần này bị trọng thương nghiêm trọng, dám chắc là kiếm một mật thất kín đáo nào đó, hoặc có thể là đã rời khỏi Tiềm Long Đại Lục. Mọi người vô cùng thất vọng mà rời đi. Có một vài tán tu cũng bắt đầu rời khỏi Tiềm Long Đại Lục. Sau khi nhận được tin tức, tại một tiểu đảo ngoài hải vực Tử Dương Môn, Âm Nguyệt Sơn, Tinh Thần Các đều phái một bộ phận nhân thủ quay về Đằng Long Đại Lục tìm kiếm tin tức Phương Đông Vân. Chỉ có Long tộc là phái thêm hơn một vạn người trong tộc tới Tiềm Long Đại Lục. Ánh mắt mọi người rời khỏi Vô Tận Hồng Hoang.
Michael cùng những thuộc hạ cũng bắt đầu nghiên cứu tấm bảo đồ vừa mới cướp được. Phương Đông Vân trong lúc cấp bách phải buông tàng bảo đồ ra, tranh thủ thời gian sử dụng huyết độn bỏ trốn khỏi đó. Vì vậy, tàng bảo đồ này càng là đồ thật. Bạch Hổ còn chưa có thăm ngộ hết tấm tàng bảo đồ này, Tiềm Long Đại Lục đã xảy ra một sự kiện to lớn. Mấy trăm tấm sao chép bảo tàng của Tần gia xuất hiện trong tay các tu chân giả. Phương Đông Vân sau khi sử dụng huyết độn chạy thoát, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, biết đã không còn khả năng tranh đoạt bảo tàng Tần gia, không có cam lòng mà bằng vào trí nhớ đã vẽ ra mấy trăm tấm tàng bảo đồ khác, phát tán xuống tay những người tu chân tại Tiềm Long Đại Lục. Mỗi một thế lực trong tay đều có ít nhất một tấm. Hơn nữa, những tấm này còn được Phương Đông Vân chỉ điểm, bảo tàng Tần gia có thể nằm ở trên sơn lâm. Phương Đông Vân có hành động này làm Bạch Hổ tức giận vô cùng. Trong nhất thời, các thế lực đều cử cao thủ tiến vào sơn lâm. Viêm Kinh Thành cũng trở nên yên bình đi rất nhiều. Sơn lâm với phạm vi rộng rãi, thế lực to lớn, Tần gia đã cất giấu bí mật ở chỗ này. Nơi này cũng rất ít người lui tới, ngàn ngàn năm nay càng trở nên hoang vu hơn. Với hơn vạn người tu chân cùng tới sơn lâm, biến nơi này thành một hình ảnh khác. Nhưng cũng chưa có ai tìm được nơi cất giấu tàng bảo đồ của Tần gia. Ngày 15 tháng 7 cũng chính là thời gian trước kia Tần gia đã phát binh khởi sự. Tại một nơi bên trong sơn lâm, tự nhiên xuất hiện một hiện tượng lạ, rất nhanh đã được người tu chân phát hiện. Đồng thời các cao thủ cũng nhanh chóng tiến tới nơi đó. Chỗ xuất hiện hiện tượng lạ chính là trên một thạch bích. Tại nơi vừa mới xuất hiện hiện tượng kia, tại bên dưới của tảng đá có một điểm lạ, ánh sáng chớp động tứ phương không theo quy tắc nào cả. Bạch Hổ, Phượng Hy, Phương Đạt bọn họ cũng nhanh chóng chạy tới nơi này. Khối thạch bích này rất bền vững, đã có rất nhiều tu chân trước khi ba người tới nơi đã thử kích phá. Ngay đến cả cao thủ như Lam Tu Chân Nhân cũng đã thử qua, nhưng không có một chút hiệu quả nào. Phương Đạt ra tay đầu tiên, Long tập tộc trưởng quả thật không phải loại tầm thường. Sau một hồi long ngâm, Phương Đạt hiện lên bản thể, một cự long dài hơn trăm thước, long chảo cùng long tức đồng thời kích phát lên thạch bích. Trên mặt đất chấn động mạnh, vô số người tu chân đứng gần liền bị hất văng. Phương Đạt cũng bị lực phản chấn hất văng mà thối lui mấy trăm thước. Trong khi đó, thạch bích vẫn bất động không chút thương tổn. Trong lòng mọi người, ai cũng vui mừng, thạch bích kia ngay cả đến long tộc tộc trưởng cũng không làm rung chuyển được một chút. Đây quả thật là nơi cất giấu bảo tàng của Tần gia. Phượng Hy đang định tiến lên nhưng nhận được truyền âm của Bạch Hổ liền đứng lại. Phượng đạo chủ, nơi này có rất nhiều người, chúng ta trước tiên liên thủ, sau khi có được tàng bảo đồ rồi hai bên phân chia. Bạch đại nhân, theo như ý ngài, vậy long tộc giao cho các người xử lý, còn ngoài thế lực của hắn ra thì giao cho chúng ta, ngài thấy thế nào? Phượng Hy truyền âm trả lời Bạch Hổ. Phượng Hy rất thông minh, lập tức hiểu được ý tứ của Bạch Hổ. Nhiều người ở đây, một khi bảo tàng xuất hiện, sẽ có quá nhiều chuyện xấu bất ngờ xảy ra. Nếu chỉ có hai phe tranh đoạt bảo tàng này, chuyện xấu cũng sẽ bớt đi rất nhiều. Tiệu theo ý của đạo chủ đã nói. Bạch Hổ ha ha cười, đột nhiên hướng Phương Đạt tấn công. Vô tận hồng hoang, những cao thủ đều nhằm long tộc triển khai tấn công. Bạo loạn tinh hải cũng đồng thời nhằm các thế lực của Đằng Long Đại Lục cùng các tán tu ra tay. Chỉ trong phút chốc, nơi này đã biến thành một nơi như địa ngục Tu La. Vô số tay chân đứt đoạn, thỉnh thoảng lại có nguyên anh tự bạo. Hồng Quân mang cổ bàn tiến nhập vào trong Hồng Quân hành phủ, còn mình thì ở bên ngoài xem náo nhiệt. Thân thể Hồng Quân vô cùng mạnh mẽ, những người nơi này căn bản là không có khả năng thương tổn cho hắn. Bất quá, cổ bàn thì không được như vậy, cao thủ có rất nhiều, không cẩn thận rất có thể sẽ bị thương. Thừa dịp hỗn loạn, Hồng Quân cũng thỉnh thoảng đánh lén vài tên bị thương. Phong thần bảng cũng rất nhanh thu thập thêm hơn 20 chân linh vào trong. Bạch Hổ, ngươi thật hèn hạ, ngươi cứ chờ long tộc ta trả thù đi. Phương Đạt tức giận gầm lên, mang theo toàn bộ thành viên long tộc hóa thân thành bản thể, rút nhanh khỏi sơn lâm. Phương Đạt sở hữu truyền thừa chi bảo của long tộc cũng miễn cưỡng chịu được cho tới bây giờ. Bất quá, những thành viên trong long tộc lại bị tổn thất trầm trọng. 1.000 người long tộc bị tổn thất một nửa. Hơn nữa, trong đó cao thủ cũng gần 100 người. Bất quá bọn họ cũng làm thương vong tương đối nhiều thành viên của Vô Tận Hồng Hoang. Vô Tận Hồng Hoang, một người thập nhất kiếp thượng cấp thần thú, bị 4 thành viên cao thủ trong long tộc tự bạo mà đồng quy y tận. Đằng Long Đại Lục, người tu chân cùng các tán tu đối mặt với bạo loạn tinh hải đã hơn một canh giờ.
cũng đã có hơn 10,000 người bị chết tại nơi này. Ba môn phái của Đằng Long Đại Lục cùng các tán tu vừa đánh vừa rút lui khỏi sơn lâm. Tại nơi xuất hiện hiện tượng lạ trong sơn lâm, hiện tại chỉ còn có người của Vô Tận Hồng Hoang và Bạo Loạn Tinh Hải. Cũng còn có một người khác, nhưng bọn họ không phát hiện ra, chính là Hồng Quân đang ẩn giấu khí tức trong lòng đất. Bạch Hổ cùng Phượng Huy trong lúc quay lại thạch bích thì điểm kim quang kia đã biến mất. Trên thạch bích vẫn nghi trang như lúc ban đầu, mặc cho bọn họ công kích như thế nào cũng không làm thay đổi hình dáng. Bạch huynh, ta nghĩ bảo tàng này có chút bí ẩn liên quan tới thời gian, tới một thời gian mới mở ra được, qua thời gian đó sẽ khôi phục lại hình dáng ban đầu. Phượng Hy khẽ nhíu mày, công kích của nàng quả thật không có kết quả, bất quá trải qua việc hợp tác vừa rồi, Phượng Hy với Bạch Hồ hiểu được thực lực hai bên. Phượng đào chủ nói quả có lý, đáng hận là đám người kia định đục nước béo cò, nếu không đã không chậm trễ thời gian, chúng ta cũng đã mở được bảo tàng rồi. Bạch Hổ gật đầu nói, cả sân lâm chỉ có thạch bích này là khác biệt so với toàn bộ. Bạch Hổ cùng Phượng Hy liên thủ công kích cũng không phá được thạch bích kia. Hiện tại họ đã hoàn toàn tin tưởng bảo tàng Tần gia nhất định nằm bên trong thạch bích. Bạch huynh, người có hay không chú ý tới một điểm, vừa rồi trên thạch bích hiện ra một cái hố nhỏ. Phượng Hy khẽ phủ chút bụi nhìn Bạch Hổ nói, người nói cái hố nhỏ ư, ta cũng thấy được. Cái hố nhỏ kia đồng thời cùng với điểm kim quang tiêu thất, không biết là có tác dụng gì không. Bạch Hổ tới gần thạch bích rồi nói, theo ta nghĩ một điểm, cái hố nhỏ tại chỗ này chính là điểm mấu chốt để mở bảo tàng. Nói cách khác cho dễ hiểu, bảo tàng này còn có một cái chìa khóa khác để khởi động, nếu không có cái chìa khóa kia, chúng ta ai cũng không thể mở ra được. Phượng Hy mỉm cười nhìn Bạch Hổ, đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên vài hỏa quang. Chìa khóa ư? Còn có một cái chìa khóa để mở ra tàng bảo đồ ư? Bạch Hổ nhíu mày, cái điểm này hắn không có nghĩ tới. Không sai, chính là chìa khóa. Ta nghĩ cái chìa khóa đó hiện tại đang nằm trên người Bạch huynh. Trên người ta? Phượng đào chủ, cứ nói đùa à, ta nếu có cái chìa khóa kia, sao sớm không mở bảo tàng rồi? Bạch Hổ không hiểu rõ ý tứ của Phượng Hy, có chút mơ hồ. Ta nghĩ cái chìa khóa kia có thể chính là phần tàng bảo đồ. Bạch huynh bây giờ có thể nói cho ta biết được không, tàng bảo đồ có đúng hay không đang trong tay ngươi? Bạch Hổ nhớ lại hình dáng cái hố nhỏ vừa rồi, phát hiện nó cùng với bảo tàng hoàn toàn giống nhau, cười hăng hắc nói, Phượng đào chủ, như thế nào biết được việc tàng bảo đồ đang trong tay ta vậy? Nếu tàng bảo đồ không bị ngươi cướp được, Phương Động Vân sao lại phát tán tàng bảo đồ như vậy? Phượng Hy khẽ cười nói, nụ cười càng thêm động lòng người. Phượng đào chủ, nếu đã đoán được, ta cũng không giấu giếm nữa, tàng bảo đồ quả thật đang trong tay ta. Bất quá Phượng đào chủ, chúng ta trước tiên làm vài điều kiện à. Thần khí nếu có hai kiện, ngươi và ta mỗi người một kiện. Còn nếu chỉ có một kiện, ta chỉ cần kiện thần khí này, còn toàn bộ giao cho ngươi, như thế nào? Bạch huynh nếu đã có hảo ý như vậy, tiểu muội cũng không dám cự tuyệt à. Thần khí nếu chỉ có một kiện thì sẽ giao cho huynh, ngoài ra toàn bộ ta sẽ thu hết. Phượng Hy cười cười, có một số việc Bạch Hổ không có biết. Năm đó Bằng Ma Đảo đảo chủ Liên Trùng cùng Tần gia Thái Thượng Tam Trưởng Lão có giao tình cực tốt, đã lưu lại không biết bao nhiêu bí văn về họ. Sau khi Tần Vũ phi thăng cũng không lưu lại thần khí, chỉ có một kiện cực phẩm tiên khí. Bất quá trong mắt Phượng Hy không phải là kiện cực phẩm tiên khí đó, mà là bí pháp tu chân của Tần Vũ. Ngắn ngủi chỉ có 100 năm, Tần Vũ độ kiếp thành công, phi thăng tiên giới. Căn cứ vào bí văn Liên Trùng lưu lại, Tần Vũ tu luyện công pháp không phải công pháp tu chân bình thường, mà là một bộ công pháp phi thường cao thâm. Giá trị bộ công pháp này ngay cả kiện thần khí cũng không thể so sánh bằng. Một năm nay, người của Bạo Loạn Tinh Hải cùng Vô Tận Hồng Hoang vô cùng cẩn thận bảo vệ sơn lâm này. Long tộc cùng người tu chân tại Đằng Long Đại Lục liên thủ với nhau đã vài lần công kích, nhưng chưa lần nào đột phá được phòng tuyến này. Ngày 15 tháng 7, cái hiện tượng kia lại xuất hiện, thạch bích cũng lại xuất hiện một cái hố nhỏ. Bạch huynh, ngươi đem bảo đồ đặt lên thử coi. Cái hố nhỏ xuất hiện, Phượng Hy cũng vội vàng nhìn Bạch Hổ nói, hảo, bất quá ta còn muốn ngươi chấp nhận một yêu cầu. Bạch Hổ cười cười, cũng không có vội vã đem bảo đồ đặt vào. Bạch huynh xin cứ nói. Trong thời khắc mấu chốt này mà Bạch Hổ đề xuất yêu cầu, Phượng Hy cũng không có một chút gì hờn giận. Sau khi mở bảo đồ,
chúng ta mỗi thế lực chỉ có thể cho hai người tiến vào bên trong bảo tàng. Phượng đạo chủ, nếu đáp ứng yêu cầu của ta, ta lập tức xuất bảo đồ mở ra. Chỉ có hai người tiến vào, chính là Bạch Hổ đã suy nghĩ rất kỹ. Phượng Hy là siêu cấp thần thú Phượng Hoàng, không thể không đề phòng. Cũng biết đối phương có cao thủ lợi hại nhất, cũng chỉ là một thượng cấp thần thú thập nhất kiếp. Hai người đi vào cũng giảm bớt được vài điểm không tốt. Không có vấn đề, Bạch Huynh hãy yên tâm đi. Hiệp nghĩa lúc trước của chúng ta vẫn còn tác dụng mà. Phượng Hy gật gật đầu, để cho Hắc Phong đảo đảo chủ Cuồng Lang đi theo mình. Phượng Hy đáp ứng yêu cầu, Bạch Hổ cũng đã yên tâm vài phần, cười a a đi tới gần thạch bích, từ từ đem bảo đồ đặt lên chỗ hố nhỏ. Ầm ầm, tàng bảo đồ bay lên, ngân quang chói mắt từ tàng bảo đồ phát ra, thạch bích cũng ngay sau đó chớp lên. Trên thạch bích lập tức xuất hiện một cửa sân động. Bạch Hổ cùng Phượng Hy đều kinh hãi nhìn sân động này. Sát! Trong lúc khẩn yếu này, Đằng Long Đại Lục cùng Long Tộc cũng vừa kịp đánh tới chỗ này. Nhìn thấy trên thạch bích xuất hiện một cái động khẩu, đồng thời liên quân giữa Vô Tận Hồng Hoang và Bạo Loạn Tinh Hải cũng bị giết hại vô số. Bạo Loạn Tinh Hải cùng Vô Tận Hồng Hoang thiếu đi hai siêu cấp thần thú chấn thủ, dần dần không địch lại được liên minh của đối phương, chỉ có thể tử thủ tại cửa động khẩu. Thừa dịp hỗn loạn, Hồng Quân từ dưới đất bay đến, nhìn về sân động cấp tốc bay đi. Tất cả linh khí cùng yêu khí đánh tới trên người đều bị hất văng, trong chớp mắt đã phóng tới trong sân động. Long tộc tộc trưởng Phương Đặc không lâu sau khi Hồng Quân tiến vào trong sân động cũng theo sau phóng vào. Sau đó Lam Tu chân nhân, tinh thần các chủ, Âm Nguyệt Sơn tu ma giả cũng đều dẫn theo người đi vào. Sân động không quá dài, bốn người Bạch Hổ rất nhanh đi tới cuối đường. Đây là một không gian, bốn người trong lúc quan sát trên tường chung quanh, nhất thời bị một lực lượng xuất hiện, một cửa đại môn xuất hiện trước mặt bốn người. Bên trên có khắc một hàng ký tự, Bạch Hổ cùng Phượng Hy nhìn thấy không khỏi vui mừng. Trên cửa chính là lời Tần Vũ lưu lại, mật thất này cũng là Tần Vũ sáng tạo và cũng chính là nơi Tần gia phát hiện tại Tử Huyền Tinh. Khi đó Tần Đức đề nghị Tần Vũ lưu lại bảo tàng ở nơi này. Phàm là đệ tử Tần gia ta phải nhớ kỹ, vật lưu lại này chỉ có thể sử dụng để bảo vệ tông tộc, vạn lần không được sử dụng để dương nguy, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Tần thị gia tộc, bị tất cả đệ tử Tần gia đuổi giết, hãy nhớ lấy. Sau cánh cửa này chính là Tần gia truyền thừa chi bảo cực phẩm tiên khí một bộ, cùng với Tần gia hộ vệ chi bảo kiếm tiên khôi lỗi. Đệ tử của Tần gia ta chỉ cần lấy máu nhỏ lên cửa, tự động sẽ mở ra. Phàm người nào không phải đệ tử Tần gia ta, giết không tha. Bạch Hổ cùng Phượng Hy nhìn chằm chằm vào những sát tự kia, không hẹn mà cùng đồng thời thổ huyết, trong lòng đều kinh hãi. Tần Vũ chỉ lưu lại sát tự, những ký tự giết người này, với sát ý đó cũng có thể làm cho hai người bị thương. Tần Vũ này không biết thực lực cao thâm tới mức nào. Trong khi hai người đồng thời thổ huyết thì Hồng Quân cũng tới nơi này, lập tức bọn người Phương Đặc đều vọt tới. Bạch Hổ cùng Phượng Hy tự nhiên đứng sang một bên, lạnh lùng nhìn những người tiến vào, cũng không có động thủ. Rất nhanh, bọn người Phương Đặc cùng Lam Tu chân nhân cũng phát hiện ký tự trên cánh cửa, cũng đồng dạng sát tự kia cũng làm cho toàn bộ những người này bị thương. Trong lúc nhất thời, tất cả đều thổ huyết, không dám nhìn lên ký tự trên cánh cửa. Bạch Hổ, không nghĩ tới ngươi cũng là lấy gậy đập nước, cái gì cũng không đạt được. Tần gia đã biến mất ngàn ngàn năm, sợ rằng tại Tử Huyền Tinh cũng không có một hậu nhân nào cả. Phương Đạt tuy cũng bị trọng thương nhưng lại vô cùng vui vẻ cười to. Chỉ cần bảo tàng Tần gia Bạch Hổ không thu được, Phương Đạt trong lòng rất cao hứng. Ở đây chỉ có một mình Hồng Quân là không có bị thổ huyết. Rất nhanh tất cả mọi người chú ý tới hắn, một tiểu tử không minh trung kỳ. Là ngươi ư? Ngươi như thế nào cũng tới nơi này? Lam Tu chân nhân vừa thấy qua Hồng Quân, nhìn thấy Hồng Quân bình yên vô sự, vô cùng kinh ngạc nói: Lam Tu chân nhân, ngươi biết hắn sao? Hắn ta là ai vậy? Âm Nguyệt Sơn, Âm Cơ Lương Lương là người đầu tiên hỏi. Ta cũng không biết, thế nhưng hơn 10 năm trước, người này từng cùng một người khác trong lúc Tử Dương Môn ta khai sơn thu đồ đệ đã làm loạn. Lúc ấy hắn chỉ là Kim Đan Trung Kỳ. Kim Đan Trung Kỳ ư? Toàn bộ kinh hô. Hơn 10 năm trước, hơn 10 năm thời gian mà có thể từ Kim Đan Trung Kỳ đạt tới Không Minh Trung Kỳ. Ở đây không có người nào là không hoảng sợ, cho dù là siêu cấp thần thú cũng không có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Hồng Quân mắt nhìn qua tất cả người ở đây, lãnh giọng nói:
Chẳng lẽ các ngươi không có thấy ký tự trên cửa? Phàm người nào không phải đệ tử Tần gia ta, giết không tha. Ngươi là người Tần gia ư? Phượng Hy con mắt sáng ngời, toàn bộ mọi người ở đây đều nhìn về phía Hồng Quân với ánh mắt khẩn trương. Hồng Quân bây giờ so với bảo vật không khác gì hấp dẫn toàn bộ mọi người. Không sai, ta chính là người Tần gia. Các ngươi nếu bây giờ rời khỏi nơi này, có thể cho các ngươi sống sót mà rời đi. Còn Bạch Hổ, Phượng Hy, hai người các ngươi đừng có quên việc của tiền bối các ngươi đã làm. Hồng Quân tiếp tục nói, nhìn về phía hai người có công lực cao nhất tại nơi này, nhắc nhở bọn họ. Xem ra Tần gia bảo vật không thuộc ai ngoài ta ra. Lão Thiên còn đem người của Tần gia tới đây nữa. Bạch Hổ ha ha cười, đồng thời thân cũng khẽ động, phóng về hướng Hồng Quân. Trong nháy mắt, Hồng Quân đã bị Bạch Hổ xuất một chảo vào tay, chính là muốn lấy một giọt máu của Hồng Quân. Giọt máu có thể mở ra đại đạo môn này. Nghĩ đến bảo tàng Tần gia, như trên cửa đã viết còn có hộ vệ chi bảo, Bạch Hổ nội tâm vô cùng hưng phấn. Tới gần đại môn, Bạch Hổ hung hăng kích một chưởng vào lưng Hồng Quân. Hồng Quân trực tiếp bị hất văng tới trên cánh cửa. Hồng Quân cùng đại môn va chạm kịch liệt, sau đó rơi xuống đất. Ngươi không có việc gì sao? Bạch Hổ ngạc nhiên nhìn Hồng Quân bình yên đứng lên. Một chưởng vừa rồi Bạch Hổ đã dùng tới 5 thành lực đạo. Tiểu tử không minh trung kỳ này nhất định phải nát thành cá mới đúng. Không nghĩ tới hắn lại không có việc gì. Bạch Hổ, ngươi đáng chết. Hồng Quân trong miệng nhẹ nhàng nói. Một đạo ngân quang từ trên người Bạch Hổ hiện ra rất nhanh, biến mất trong tay Hồng Quân. Ngươi Bạch Hổ nói liền hai chữ ngươi, không cam lòng chết đi. Vô ảnh đao có đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ rất nhanh. Tại đây là một không gian, vì vậy Bạch Hổ không thể thuấn di. Bạch Hổ trong nháy mắt bị vô ảnh đao xuyên qua, hóa thành chân linh rồi hút vào trong phong thần bảng. Còn ai muốn bảo vật Tần gia ta nữa không? Thanh âm của Hồng Quân lại vang lên. Bất quá lần này không có người nào dám xem thường hắn, đều hoảng sợ nhìn Hồng Quân. Thập nhị kiếp siêu cấp thần thú không biết vì sao chết trong tay hắn. Là thần khí, nhất định là thần khí rồi. Phượng Hy lùi lại mấy bước kêu to một tiếng. Trong lòng mọi người đều nghĩ như Phượng Hy nói, chỉ có thần khí mới có thể vô thanh vô tức như thế mà giết chết một siêu cấp thần thú cảnh giới thập nhị kiếp. Ta lại cho các ngươi một cơ hội nữa. Hiện tại ai rời đi thì sống, còn lưu lại nơi này một khắc tất sẽ phải chết. Hồng Quân giọng nói lạnh như băng, làm chấn động tâm tư mỗi người. Lúc này Hồng Quân trong lòng bọn họ giống như là một ác ma. Bất luận kẻ nào cũng không có nghĩ tới người của Tần gia đã ẩn cư ngàn ngàn năm nay mà vẫn được gặp ở nơi này. Càng không có nghĩ tới người này còn lợi hại như vậy. Thập nhị kiếp siêu cấp thần thú, nói giết là giết. Bằng hữu, ngươi là người như thế nào của Tần gia? Tinh thần các chúng ta cùng Tần gia có quan hệ rất sâu xa. Tinh thần các chủ Sở Ngự Thiên nhớ tới giao tình với Tần gia, bèn hướng Hồng Quân nói. Ngươi là người của tinh thần các sao? Hồng Quân giọng nhạt nhẽo hỏi. Tại hạ chính là tinh thần các chủ. Như vậy ta hỏi ngươi, quy định của tinh thần các có những điều gì? Hồng Quân vẻ mặt vẫn như trước, không hề thay đổi, nhìn chằm chằm vào Sở Ngự Thiên nói. Sở Ngự Thiên chết lặng, không nói lên lời. Năm đó Tần Vũ có lưu lại một bộ quy tắc. Quy định thứ nhất chính là tinh thần các vô luận bất cứ khi nào đều phải bảo vệ người của Tần gia an toàn. Tần Vũ còn nói rõ, nhất là trong khi bảo vệ đệ tử Tần gia, không cần phải nhận lệnh trực tiếp tới Tần gia. Sau khi Tần Vũ phi thăng mấy ngàn năm, lúc ấy các chủ đời thứ hai là Trang Trung vẫn tuân thủ những quy tắc mà Tần Vũ đã lưu lại. Các thế lực địch nhân còn sót lại đều được Trang Trung trợ giúp mà tiêu diệt sạch sẽ. Rồi sau đó Tần gia toàn bộ rời đi khỏi Tử Huyền Tinh. Trên Tử Huyền Tinh rốt cuộc không còn người nào của Tần gia. Tinh thần các lúc này cũng bắt đầu quên dần đi các quy tắc. Cuối cùng lúc thành lập Đằng Long Đại Lục Tổng Các, trực tiếp hủy bỏ đi các quy tắc trước đó. Bất quá tinh thần các tại hải vực thế giới yêu thú vẫn còn các quy tắc này. Hồng Quân đối với ý tứ của những người tinh thần các này đều hiểu được. Tinh thần các sau khi biết Tần gia lưu lại bảo tàng cho hậu nhân, trong khi hậu nhân bị uy hiếp không ra tay tương trợ, đã vi phạm vào điều thứ nhất của quy tắc. Tần tiên sinh, hải vực yêu thú chúng ta quả thật có lưu lại quy định một điều là phải bảo vệ đệ tử của Tần gia, nhưng mà chúng ta Đằng Long Đại Lục tinh thần các tổng bộ, tại tổng bộ chúng ta không có quy định này. Tinh thần các quân sư Nguyên Quế cười a a cùng Hồng Quân nói chuyện. Nguyên Quế không biết tên của Hồng Quân nhưng lại kỳ thị Tần gia đệ tử,
vì vậy xưng hô Tần tiên sinh sẽ không thái quá. Tổng bộ hủy bỏ điều này sao? Tốt, cho dù các ngươi không có quy cắc này, nhưng nghĩ lại trước kia Tinh Thần Các cùng Tần gia ta có quan hệ, các ngươi có thể đi khỏi nơi này, bên trong có cái gì không thuộc về các ngươi. Hồng Quân mỉm cười, nụ cười này dành cho những người của Tinh Thần Các. Cái này, Tần tiên sinh. Hồng Quân lại hạ lệnh trục khách. Nguyên Quế lần này cũng không biết nói ra sao, bảo tàng ở ngay trước mắt, bọn họ cứ như vậy rời đi, quả thật bọn họ khó mà tiếp nhận được. Nhưng mà cũng sợ người Tần gia này một khi tức lên, người của Tinh Thần Khác cũng không ai có khả năng ngăn trở thần khí của hắn. Như thế nào, các ngươi còn không chịu đi sao? Hồng Quân nụ cười trên mặt đã biến mất, lại lạnh lùng nhìn qua mọi người một vòng. Xem ra các ngươi còn chưa từ bỏ ý định à? Các ngươi đã thấy Bạch Hổ chết nhưng vẫn còn nghĩ tới bảo tàng của Tần gia ta ư? Hồng Quân trong lòng rất tức giận, nhìn Bạch Hổ chết nhưng những người này lại còn không biết tiến thối, vẫn như cũ lưu luyến muốn biết Tần gia lưu lại cái gì. Hồng Quân rất muốn đem toàn bộ những người này giết đi, đáng tiếc hắn bây giờ tu vi quá thấp, Vô Ảnh Đao tuy là nhị lưu hồng mông linh bảo nhưng năng lực hắn bây giờ mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ sử dụng được 3 lần mà thôi, sau khi 3 lần sức lực sẽ giảm mạnh. Hồng mông linh bảo không giống với thần khí, sử dụng nó quả thật hao phí rất nhiều sức mạnh. Cũng còn may là hồng mông linh bảo này Hồng Quân đã sớm luyện hóa, nếu không chỉ cần sử dụng một lần cũng có thể đưa hắn vào đường chết. Tần tiên sinh, chúng ta thật sự vất vả mới tới được nơi này, vì bảo tàng này đã chết đi bao nhiêu người như vậy, bảo tàng là của Tần gia các ngươi, chúng ta sẽ không lấy, chỉ là để cho chúng ta nhìn xem thôi cũng tốt à. Lần này nói chuyện chính là Phượng Hy. Phượng Hy cho rằng Tần gia trước mắt này trên người có ít nhất 2 kiện thần khí, một kiện nọ là thanh đao, còn kiện kia không nhìn thấy, nhất định là hộ thân thần khí, nếu không hắn như thế nào trúng một chưởng của Bạch Hổ lại không có chút thương tổn nào. Cực phẩm tiên khí bằng ma đảo đã có, Phượng Hy đối với nó hứng thú cũng không nhiều, để cho Phượng Hy hứng thú chính là những thứ ghi chép trên cửa. Tần gia hộ vệ chi bảo, cái gì gọi là kiếm tiên khôi lỗi, kiếm tiên khôi lỗi này tại bằng ma đảo không có ghi lại, thế nhưng đã được ghi trên cửa. Kiếm tiên khôi lỗi này hiển nhiên so với cực phẩm tiên khí tác dụng còn to lớn hơn. Phượng Hy tính toán rất rõ ràng, một khi tiến vào bên trong bảo tàng, trước tiên đoạt lấy kiếm tiên khôi lỗi, một khi đoạt được lập tức thoát khỏi đây. Nói về tốc độ, không ai có thể so với phi cầm nhất tộc là siêu cấp thần thú. Tần tiên sinh, Phượng đảo chủ nói rất phải, chúng ta khổ tâm mới tìm được nơi này, chẳng lẽ đến việc nhìn qua cũng không được sao? Long tộc tộc trưởng Phương Đạt rất tán thành đề nghị của Phượng Hy, thế nhưng nội tâm hắn cũng không phải như vậy. Trong nhất thời, tất cả mọi người nơi này đều đồng thanh nói, đã bỏ bao nhiêu công sức, bây giờ không được gì mà phải bỏ đi. Những người này đương nhiên là không muốn. Nếu không phải sợ hãi thần khí trong tay Hồng Quân, có lẽ toàn bộ mọi người đã tấn công mà bắt lấy Hồng Quân, dùng máu của Hồng Quân mở cửa tàng bảo đồ rồi. Hảo, hảo. Hồng Quân tức giận mà cười to. Tần gia đã rời khỏi Tử Huyền Tinh nhiều năm, những người này đã sớm quên đi sức mạnh của Tần gia. Hồng Quân không ở chỗ này thì thôi, đã ở chỗ này thì tuyệt đối không cho phép những người này tạo áp lực khiêu chiến với Tần gia. Đột nhiên Hồng Quân động thân. Hồng Quân mục tiêu thứ nhất chính là tán tiên Lam Phong chân nhân bên cạnh Lam Tu chân nhân. Lần trước đã để hắn chạy thoát, lần này Hồng Quân quyết định tìm hắn khai đao đầu tiên. Tốc độ Hồng Quân rất nhanh, thế nhưng trước mắt những người này vẫn còn chậm hơn một chút. Hồng Quân không có trực tiếp phóng tới Lam Phong chân nhân, nhìn Lam Tu chân nhân làm mục đích, trường đao màu vàng lại xuất hiện trong tay, trường đao phát ra hàn khí làm cho mọi người khiếp đảm. Lam Tu chân nhân bị đao phong của Hồng Quân bao phủ càng trở lên run sợ hơn. Tất cả người của Tử Dương môn đều tập trung lực lượng nhằm hướng Hồng Quân đánh tới. Các loại tiên khí còn có linh khí đánh vào người Hồng Quân chỉ làm thân hình hắn khẽ khựng lại một chút, còn đâu hoàn toàn không có thương tổn gì. Lựa theo lực công kích này, Hồng Quân càng tăng thêm tốc độ phóng vào giữa Lam Tu chân nhân và Lam Phong chân nhân, trường đao bổ về phía Lam Tu chân nhân trước mặt. Lam Tu chân nhân cấp tốc thối lui lại phía sau, tránh thoát khỏi một đao này. Tuy vậy, trường đao không có dừng lại, nương theo lực xoáy tròn phóng ra khỏi tay Hồng Quân, phóng mắt xuyên qua thân thể Lam Phong chân nhân. Lam Phong chân nhân mắt mở to nhìn chằm chằm Hồng Quân, lúc này mới biết được thật sự mục tiêu của hắn chính là mình. Lam Phong chân nhân tiên giáp bị cắt làm hai mảnh, thân thể cũng theo đó mà chia ra làm hai. Máu của Lam Phong chân nhân nhiễm đỏ khắp mặt đất.
phong thần bảng của Hồng Quân lại có thêm một chân linh. Lam Phong sư đệ! Lam Tu chân nhân kêu to một tiếng, nâng một nửa thân thể Lam Phong chân nhân, căm tức nhìn Hồng Quân, nhưng trong lòng vô cùng sợ sệt. Bị nhiều người như vậy đánh, nhìn hắn lại không có một chút thương tổn, hơn nữa lại còn giết chết Lam Phong chân nhân ngay trước mặt nhiều người như vậy. Tử Dương môn danh vọng toàn bộ đã bị vứt đi. Đây là người thứ nhất. Hồng Quân thu đao đứng lại, âm thanh lạnh như băng cất lên. Hồng Quân trong tay lại xuất hiện ra kim đao, phóng vào đám người trước mặt. Tất cả mọi người đều tránh thoát khỏi một đao này, thế nhưng không ngờ trong chuôi đao lại có một tiểu kiếm. Một tán ma của Âm Nguyệt Sơn lần này bước theo con đường của Lam Phong, bị tiểu kiếm xuyên qua, chết tại chỗ. Đây là người thứ hai. Thần khí, đó nhất định là thần khí. Người như thế nào lại có nhiều thần khí như vậy? Phượng Hy kinh hãi nhìn vào tay Hồng Quân, một tiểu kiếm giống hệt kim đao cũng phát ra hàn khí, làm cho mọi người đều phải lạnh gáy. Thần khí Tần gia ta nhiều vô kể, các ngươi không có khả năng tưởng tượng được đâu. Hồng Quân nói vậy quả không sai. Năm đó Tần Vũ luyện chế hơn 100 kiện hạ phẩm thiên thần khí, huống chi thanh kiếm này còn là một kiện thượng phẩm thần khí. Phượng đạo chủ, mọi người cùng xông lên đi. Hắn tuy có thần khí, nhưng bất quá chỉ là một không minh trung kỳ thôi. Chúng ta cao thủ nhiều như vậy, ít nhất cũng có thể giết chết hắn. Lam Tu chân nhân khẽ truyền âm cho Phượng Hy. Đối với Hồng Quân, hắn hận không thể lập tức giết chết ngay lập tức. Sở các chủ, Lam Tu muốn chúng ta liên thủ đối phó với tên Tần gia này, các ngươi có ý kiến gì không? Phượng Hy không có trả lời Lam Tu chân nhân, nhưng lại quay sang nhìn Sử Ngự Thiên truyền âm hỏi. Tinh thần các cùng Tần gia có quan hệ không phải bình thường, chỉ sợ trong lúc mấu chốt, tinh thần các lại quay sang trợ giúp tên tiểu tử Tần gia này. Phượng Huy tuy không coi tinh thần các trong mắt, nhưng cũng không muốn cùng họ gây chuyện. Phượng đạo chủ, Tần gia thái thượng tam trưởng lão dù sao cũng là tổ sư khai các, chúng ta không thể xuống tay với hậu nhân của Tần gia, thành thật xin lỗi. Sử Ngự Thiên âm thầm hỏi ý kiến những người khác của tinh thần các, quyết định tạm thời đứng ngoài không có tham gia. Phượng Hy khẽ nhíu mày, tiểu tử Tần gia trước mắt này tuy tu vi tầm thường, nhưng trên người lại có vô số thần khí, cũng biết được không có người có khả năng ngăn cản thần khí của hắn. Phượng Hy còn chưa hạ quyết tâm, Hồng Quân lại tiếp tục ra tay. Lần này mục tiêu chính là người bạo loạn tinh hải của nàng. Cũng may Cuồng Lang chật vật tránh thoát khỏi chiêu này của Hồng Quân, thế nhưng cũng làm hắn toát mồ hôi lạnh. Cuồng Lang thoát chết, nhưng cũng giống như Tử Dương Môn, bạo loạn tinh hải cũng không tránh khỏi kiếp nạn này. Lên Vân Đảo, một tán tiên bị Hồng Quân đánh trúng, ngã xuống mặt đất. Người thứ ba. Hồng Quân thanh âm lạnh lùng như tiếng kêu đòi mạng, làm cho mọi người, kể cả Phượng Hy, đều cảm thấy run sợ, sợ người kế tiếp chính là mình. Sợ các chủ, các ngươi không muốn động thủ đối với người Tần gia, chúng ta có thể hiểu được, thế nhưng các ngươi cũng không nên trợ giúp tiểu tử Tần gia này, như vậy có được không? Phượng Hy lại truyền âm cho Sở Ngự Thiên, tình hình quá gấp gáp, nếu không mau lên thủ, chỉ sợ những người này đều bị tiểu tử Tần gia từ từ từng bước mà giết chết. Theo ý của Phượng đạo chủ, chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Phượng Hy có đề nghị như vậy, cũng chính là mong muốn của Sở Ngự Thiên. Sở Ngự Thiên lặng lẽ mang theo người của tinh thần các lui về phía sau một khoảng. Lam Tu chân nhân, đợi tín hiệu của ta, chúng ta đồng thời ra tay. Cần phải nhất nhất một chiêu bắt được tiểu tử Tần gia này. Người của Vô Tận Hồng Hoang ta sẽ an bài. Bạch Hổ đã chết, Vô Tận Hồng Hoang người có tu vi cao nhất trong lúc này chính là thập nhất kiếp thượng cấp thần thú. Phượng Hy truyền âm cho hắn. Sau khi an bài tốt, đợi Phượng Hy phát tín hiệu, mọi người cùng nhau đồng thời công kích tiểu tử Tần gia. Vô luận như thế nào đều phải bắt được tiểu tử Tần gia này, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội ra tay. Trong nháy mắt, Hồng Quân đã giết chết 3 cao thủ, khiến cho những người còn lại liên hợp cùng một chỗ. Cực phẩm tiên khí cùng thần khí đích thực khiến cho các cao thủ đứng đầu điên cuồng. Phượng Hy đột nhiên phát ra một tiếng hét, đồng thời một cỗ Phượng Hoàng chi hỏa trực tiếp từ trong miệng phun ra. Trong nháy mắt đánh vào người Hồng Quân, Phượng Hy vừa động thủ, bạo loạn tinh hải, Vô Tận Hồng Hoang, Long tộc cùng người của Đằng Long Đại Lục cùng hướng Hồng Quân công tới. Bất quá, những người này không ai lại dám đến gần, đều đứng từ xa dùng pháp bảo đánh ra. Trên trời, dưới đất, các pháp bảo toàn bộ đánh trúng người Hồng Quân. Lực lượng cường đại đánh Hồng Quân thối lui vào sát vách động. Oanh! Sau một tiếng nổ, Hồng Quân va mạnh vào vách động. Sơn động tồn tại qua hơn ngàn năm, lúc này bị cho bụi nhất thời phủ kín.
Sau khi cho bụi tan đi, Hồng Quân lạnh lùng nhìn mặt từng người, phẫn nộ la lớn: cho các ngươi đường sống, các ngươi không muốn, vậy chỉ còn lại tử lộ mà thôi. Dựa vào thân thể cứng rắn, Hồng Quân không cần phòng thủ, trực tiếp cầm kim đao xông vào đám người đang vây công. Bang! Mấy người liên thủ đánh trúng Hồng Quân, Hồng Quân liền chuyển thủ suy đao, từng người từng cao thủ lào đảo bị kim đao xẹt qua. Sau một hồi hỗn loạn, không biết có bao nhiêu công kích đánh vào trúng trên người Hồng Quân, lực công kích không đủ mạnh, Hồng Quân vẫn như cũ không có việc gì. Ngược lại, vừa lại giết hai người, một tán ma, một tán yêu, còn có một tán tiên. Bay chân! Lam Tu chân nhân hét lớn một tiếng. Từ nãy đến giờ, Hồng Quân ngạnh đấu đối với bọn họ bất lợi, bọn họ không gây thương tổn gì cho Hồng Quân, lại bị Hồng Quân giết không ít người. Lục hợp trận Tử Dương môn cực mạnh chính là hợp kích trận này. Trận pháp này ít nhất phải 6 tán tiên cùng bố trí. Tử Dương môn lúc này còn đúng có 6 bát kiếp tán tiên. Lam Tu chân nhân vừa dứt lời, những người này cùng Lam Tu chân nhân tập trung lại, đồng thời bố trí ra chính là trận pháp đặc biệt của riêng Tử Dương môn. Tại lục hợp trận, 6 người phân 6 phương vị, đầu đuôi tương ứng, đồng thời còn có thể ngăn cản người trong trận bổ sung linh khí bị tiêu hao. Hơn nữa, tại trong trận công kích thập phần đặc dị. Lam Tu chân nhân muốn dựa vào trận pháp của Tử Dương môn đối phó với Hồng Quân, cho dù không gây thương tổn cho hắn, nhưng cũng có thể khiến cho Hồng Quân linh lực hao tận. Đến lúc đó, sống hay chết hoàn toàn do bọn họ quyết định. Bất quá, không nghĩ ra, lần này Lam Tu chân nhân đã tính toán sai. Loại trận pháp này so với trận pháp tại thần giới, Hồng Quân tinh thông quả thực quá yếu nhược. Lời của Lam Tu chân nhân đã làm cho Hồng Quân thanh tỉnh như một lời nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Hồng Quân ngay cả một bậc trận pháp đều không thể bố trí, nhưng chính là bố trí trên mấy người một khốn trận bình thường cùng sát trận có thể đối phó với đám người tu chân thì có thừa. Giả vờ bị Tử Dương môn trận pháp vây khốn, Hồng Quân lặng lẽ hướng đến động khẩu di động đến. Chỉ cần tại động khẩu bố trí ra khốn trận, những người này muốn chạy trốn ra ngoài cũng đào thoát không khỏi. Trận pháp khốn trận! Hồng Quân khinh thường quát một tiếng, tại động khẩu trong nháy mắt xuất hơn 10 khối nguyên linh thạch. Khốn trận đơn giản tại động khẩu hiện ra. Mặc kệ mọi người trước mặt, nếu không được Hồng Quân đồng ý thì đừng mơ tưởng chạy ra ngoài. Bố trí xong trận pháp, Hồng Quân không cùng lục hợp trận nhỏ bé dây dưa nữa, kim đao vung lên trực tiếp từ khe hở giữa trận pháp đi ra ngoài. Cơ hội đã cho các ngươi không nhận, bây giờ các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, khiêu chiến uy danh của Tần gia ta, giết không tha. Hồng Quân trong tay dương lên, không gian nhỏ trong sơn động nhất thời biến thành một tòa sát trận. Phượng Hy cùng mấy người cao thủ hướng Hồng Quân lao ra. Tử Dương môn thầm nghĩ trận pháp của mình bất hảo, mấy người cùng nhau đồng thời cường công Hồng Quân, nhưng rốt cục là bị Hồng Quân thành công bố trí xong trận pháp. Trang cảnh bỗng dưng đột biến, kể cả Phượng Hy và những người khác ở bên trong trận, mỗi người đều không thể nhìn rõ những người chung quanh. Họ chỉ cảm giác được thân thể mình đã lạc vào một không gian mà xung quanh toàn những tia quang mang màu trắng. Hơn nữa, không gian này vô cùng to lớn, cho dù họ phi hành như thế nào đi nữa đều không thoát khỏi. Khốn trận cùng sát trận chính là trận pháp thần giới thu nhỏ. Nếu là tiên đế ở đây, rất nhẹ nhàng có thể phá vỡ. Thế nhưng những kẻ mạnh nhất ở đây đều không được, cho dù đạt tới kim tiên cảnh giới, mạnh mẽ phá trận cũng chỉ có thể vọng tưởng. Thần hỏa Hồng Quân bây giờ không thể dùng đến. Hỗ trợ trận pháp của Hồng Quân là một loại vật chất vô danh phát ra từ ngọn lửa cực mạnh. Uy lực ngọn lửa màu xám rất nhanh xuất hiện tại trong trận. Mọi người trong trận nghi hoặc, ngọn lửa vô danh này đã thiêu chết mấy người. Tại trong trận, Phượng Hy miễn cưỡng có thể ngăn cản ngọn lửa này. Siêu cấp thần thú hỏa hệ Phượng Hoàng, thập nhị kiếp tán yêu, bình thường lửa đã không thể gây thương tổn cho nàng. Trong trận cũng chỉ có Phượng Hy một người có thể ngăn cản ngọn lửa. Những người còn lại chậm rãi dần dần tiêu thất. Vô danh chi hỏa dần dần cắn nuốt những người này, hóa thành chân linh tiến vào trong phong thần bảng. Những người đầu tiên chết đi chính là những bát kiếp tán tiên và tán ma. Những người này căn bản không cách nào cùng chống lại ngọn lửa. Ngọn lửa chúng ai tích thì bị thiêu chết. Dần dần trong trận người càng ngày càng ít đi. Tử Dương môn còn sót lại có Lam Tu chân nhân cùng hai người là Lam Tự sư đệ. Ba người hợp lực thống khổ chống trả. Tình huống của Âm Nguyệt Sơn so với Tử Dương môn còn tệ hơn. Chỉ còn lại Âm Cơ nương nương cùng một người là thập nhất kiếp tán ma. Vô tận hồng hoang cùng bạo loạn tinh hải khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ còn lại có 7 tán yêu. Long tộc
mười mấy người toàn bộ hiện ra bản thể, không ngờ chết còn nhanh hơn, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa cắn nuốt. Hồng Quân tiếp tục tăng mạnh ngọn lửa. Thập nhất kiếp tán ma tiên thanh của Âm Nguyệt Sơn không chịu được, kêu thảm một tiếng, hóa thành chân linh biến vào trong Phong Thần Bảng. Âm Cơ nương nương một mình chống đỡ, so ra kém Tử Dương Môn ba người liên thủ, không có bao lâu cũng đi theo vào trong Phong Thần Bảng. Vài tiếng kêu thảm thiết, Lam Tu chân nhân ba người rốt cục bước theo Âm Nguyệt Sơn cùng biến vào trong Phong Thần Bảng. Vô Tận Hồng Hoang cùng bạo loạn tinh hải cũng chỉ còn lại có ba người. Tới cuối cùng, ngoại trừ Phượng Huy, chỉ còn lại có nhân mã Tinh Thần Các không có bị thiêu chết. Đối với Tinh Thần Các, Hồng Quân chính là lưu lại chút dư tình. Hơn nữa, Tinh Thần Các vừa rồi cũng không có cùng những người này đồng thời công kích chính mình. Nếu là bọn hắn cũng tham dự công kích, sợ rằng trong trận chỉ có thể còn lưu lại Phượng Huy một người. Thảm nhất chính là Long Tộc, Tộc trưởng, trưởng lão toàn bộ chết ở giữa trận pháp. Sợ rằng lần tổn thương này, Long Tộc phải rất lâu sau mới có thể khôi phục lại như bình thường. Phượng Hy, bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi muốn sống hay muốn chết đây? Cho dù Phượng Hy có thể miễn cưỡng ngăn cản thiên hỏa, nhưng cứ như vậy nàng vẫn bị tiếp tục thiêu đốt, sợ rằng cũng không sống được bao nhiêu thời gian. Nàng đang lúc dần dần tuyệt vọng, cũng là lúc đột nhiên nghe được Hồng Quân nói: Ta muốn sống, ta biết sai rồi, thả ta ra ngoài đi, ta lập tức sẽ rời đi, cũng sẽ không dám nghĩ đến Tần gia bảo tàng nữa. Phượng Hy vội vàng lớn tiếng thét lên, có hy vọng sống, ai cũng không muốn chết. Hồng Quân nguyện ý buông tha Phượng Hy chính là bởi vì một người tại Ảo Vũ Thành là thượng phẩm thần nhân cùng Hồng Quân có quan hệ tốt. Chưa bao giờ bởi vì Hồng Quân là nhi tử Tần Vũ mà có ý nịnh nọt, thật tình cùng Hồng Quân kết giao bằng hữu. Thần nhân kia bản thể chính là Phượng Hoàng, cũng nhờ nể mặt mũi thần nhân kia, Hồng Quân mới nguyện ý buông tha cho tiểu Phượng Hoàng này. Thả ngươi cũng không khó, bất quá ngươi phải trở thành linh thú của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Trong giới chỉ của Hồng Quân có rất nhiều linh thú quyển, trước đây trong lúc rảnh rỗi thường luyện hóa ra. Nay nếu buông tha Phượng Hy, sao không thu nàng thành linh thú, sau này có chuyện gì cũng không cần trực tiếp ra tay. Trở thành linh thú, Tần gia có linh thú quyển, Phượng Hy chỉ biết nếu trở thành linh thú có nghĩa là mất tự do. Phượng Hy trầm mặc: Ta nói cho ngươi biết, bằng ma đảo đảo chủ quốc ngươi trước kia mặc dù là đảo chủ, nhưng cũng chính bởi vì Tần gia chúng ta mà bị thu phục, mà như thế hắn bây giờ lại có cuộc sống rất tốt à. Bằng ma đảo đảo chủ trước kia bị Tần Vũ bắt đi, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Bây giờ tất cả đã được Tần gia hủy bỏ linh thú quyển, tại Tân Vũ Trụ so với tại bằng ma đảo tốt hơn rất nhiều. Vậy vị tiền bối kia cũng thành linh thú Tần gia các ngươi sao? Phượng Hy trầm mặc tiếp tục hỏi: Ta không cần phải lừa ngươi, là chết hay là linh thú, quyết định nhanh lên một chút đi. Hồng Quân trên tay cầm linh thú quyển, lặng lặng chờ đợi Phượng Hy trả lời. Ta nguyện ý, Tần tiên sinh, nhanh thả ta ra ngoài đi. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, Phượng Hy dần dần chống đỡ không được, không có thời gian lo lắng nữa, vội vàng đáp ứng. Hồng Quân khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, triệt tiêu trận pháp. Mặc dù người Tinh Thần Các không có bị trận pháp công kích, nhưng cũng bị trận pháp vây khốn. Bọn họ đang kinh ngạc, đột nhiên không gian xung quanh trở về trạng thái ban đầu. Phượng Hy, linh thú quyển đây, ngươi chính mình mang vào đi. Hồng Quân trên tay xuất hiện một linh thú quyển bay đến trên tay Phượng Hy. Phượng Hy thần sắc phức tạp nhìn vào mắt Hồng Quân, mang vào linh thú quyển, rốt cục biến thành linh thú của Hồng Quân. Sở Ngữ Thiên, hôm nay ta tha Tinh Thần Các các ngươi một lần. Tần gia ta đã tạo ra Tinh Thần Các, tự nhiên cũng có thể hủy đi Tinh Thần Các. Đừng tưởng rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy mà không có ai có khả năng quản được các ngươi. Sau này nếu biết các ngươi sống không có nghĩa khí, tất có người Tần gia chúng ta đến hủy diệt các ngươi. Các ngươi cút ra ngoài đi. Khốn trận ở cửa động, từ tán tiên đến người tu chân, tính cả Tinh Thần Các, tất cả đều bị Hồng Quân đuổi ra ngoài trận. Bảo tàng nằm ở trong đại môn, tựu bây giờ chỉ còn Hồng Quân và Phượng Hy hai người ở bên trong. Các chủ, Tần gia quả nhiên danh bất hư truyền a, một người lại có thể giết nhiều cao thủ như vậy, lại còn xuất hiện trận pháp kinh khủng kia. Từ trước đến giờ ta chưa nghe nói qua có trận pháp nào kinh khủng như vậy. Nguyên Quế quay ra hướng Sở Ngự Thiên mà than vãn. Khi ra đến bên ngoài, Tinh Thần Các mọi người vội vội vàng vàng lập tức chuẩn bị rời khỏi Thanh Niên Sơn, quay lại Đằng Long Đại Lục. Tử Dương Môn cùng Âm Nguyệt Sơn lần này đều tổn thất thảm trọng.
tinh thần các có hy vọng trở thành Đằng Long Đại Lục đệ nhất môn phái. Tuy không có được Tần gia bảo tàng, thế nhưng không nghĩ đến kết cục như thế này, xem như rất hài lòng. Oanh! Đột nhiên bầu trời xuất hiện một trận bạo âm. Sở Ngự Thiên, Nguyên Quế Đẳng cùng nhân mã tinh thần các nhất thời đều không thể động đậy, kinh hãi nhìn bốn phía. Trên bầu trời xuất hiện một mảnh hắc ám, đột nhiên lại hiện ra một tia lôi điện, không trung truyền ra đạo đạo thanh âm. Ngô Sang, tinh thần các là để phục vụ Tần gia, nhưng người hôm nay không chỉ vi phạm các quy củ, còn là vi phạm cực nặng. Tội sống ta có thể miễn, nhưng tội chết khó tha. Hôm nay ta hạ năm thành công lực các ngươi trong 1000 năm, hy vọng sau này các ngươi hảo tự vi trí. Thanh âm qua đi, tinh thần các mọi người phát hiện ra, ngoại trừ nhân mã tinh thần các bọn họ nghe được thanh âm này, những kẻ tu chân khác không một người nào nghe được. Hơn nữa, kinh khủng hơn chính là những người khác căn bản không biết vừa rồi phát sinh sự việc gì, hết tẩy hoàn toàn đều giống nhau, thời gian tựa như không sai biệt. Kiểm tra xét hạ trên người, công lực quả nhiên của nhân mã tinh thần các chỉ còn một nửa. Âm thanh kia đột nhiên lại vang lên giữa không trung. Sở Ngự Thiên, chi nhánh tinh thần các tại hải đảo yêu thú của các ngươi cũng sẽ bị trừng phạt giống như vậy. Hơn nữa, trận pháp che chở tinh thần các hàng ngàn năm qua sẽ bị mất tác dụng trong vòng 1000 năm. Lát sau, Sở Ngự Thiên mới lên tiếng. Khai các tổ sư trừng phạt chúng ta rồi, lòng tham hại người à. Sở Ngự Thiên trầm trọng thở dài, mang theo nhân mã tinh thần các trở về Đằng Long Đại Lục. Nguyên lai có một các quy trọng yếu là bảo vệ Tần gia đệ tử lại bị bọn họ vi phạm vào. Tại Tân Thần Giới Tử Huyền Phủ, Tần Vũ thần bí cười tiếp tục cùng Khương Lập đánh cờ. Việc này ngay cả Khương Lập cũng không hề hay biết. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 5 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Để dõi theo diễn biến của câu chuyện, mời quý vị và các bạn hãy đón xem trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.